Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng bằng thực tế từ chính những giao dịch của bản thân mình xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình dài phát triển của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân các bạn nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được các giá trị thực tiễn trên thị trường. Không có chuyện tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, nhà đầu tư chỉ thấy về những giá trị nói mồm và hình chụp mà không có thấy được người đứng ra chia sẻ như là Á quân Forex thế giới, Pro Trader hoặc chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex, chủ của bất kỳ một giá trị chia sẻ về kinh nghiệm giao dịch Forex nào mà chỉ nói mồm, nói những giá trị mà không có căn cứ ở trên thị trường. Xin lỗi nhà đầu tư, kẻ đó chỉ là những kẻ lừa đảo bị bợm trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng bản thân các bạn hãy nhìn vào thực tế để hiểu được rằng trên con đường này bản thân các bạn không có chuyện chưa học xong thì tiền đã về, hoặc đang học thì tiền về ngay tại lớp, cũng như học vừa xong ra ngoài không chịu thấy thầy vận dụng chứng minh vào trong thực tế ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm để bản thân các bạn nhìn nhận, đánh giá và thấy rõ được các giá trị kiến thức và những giá trị năng lực, cũng giống như những giá trị tâm lý ở trên thị trường. Người thầy họ phải minh chứng bằng thực tế để cho các bạn thấy rõ về những kết quả giao dịch trên thị trường xuyên suốt trong một thời gian dài mà đã vội la vào thì tử nạn, đó là điều tất nhiên của chính con đường mà các bạn đã tin tưởng lao vào trong thị trường này. Tôi chia sẻ để các bạn hiểu rõ. Tôi mong muốn rằng các bạn nhìn nhận đúng về mọi vấn đề khi tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex này. Nhà đầu tư cứ nhìn vào thực tế những gì mà tôi đang chứng minh với những giá trị mà tôi cho nhà đầu tư thấy rõ được ở trên thị trường về đầu tư Forex này. Nhà đầu tư nên cẩn trọng để mà đánh giá cho rõ về mọi giá trị ở trên thị trường, chứ không phải tham gia vào rồi để rồi giá trị mà bản thân các bạn sẽ phải trả giá bằng chính sự kém hiểu biết của các bạn một cách nóng vội với những bánh vẽ lợi nhuận từ những thằng được gọi là Á quân Forex thế giới, hay Pro Trader, hoặc là chuyên gia Forex, hay quản lý quỹ, hoặc chủ các kênh YouTube, chủ các diễn đàn Forex đang làm IB cho tất cả các sàn Forex hiện nay. Tôi tiếp tục chia sẻ và gửi đến nhà đầu tư. Xin chân thành cảm ơn nhà đầu tư. Đấy thôi, khỏi.